bạn đó. Milo. Milo, Milo, Milo. Milo, Milo. Milo. Milo, Milo, Milo. 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 Milo, Milo, Milo. 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 Milo, Milo. Không có thời nào giảm phạt biểu nghe dỗ ông cho tôi cười con tôi nghe dỗ à. Thank you.
Chào chú. Mưa thì là nó bị ướt nhưng mà thời tiết này là mấy hôm nay nó không chín nhanh. Qua nắng thì là nắng hơn đấy. Liễu Hoài Đức, Hà Nội. Chụp có hai dâu mấy chi? Bà có cho ông chụp không bà? Đầy vùi rồi à? Dạ. Chú ơi, chú xem chỗ này bao nhiêu cân chú? Chỗ này thì tầm khoảng 15 cân. Bao nhiêu tiền một cân chú? Còn là chú bán 15 cân chú? Chỗ này thì tính là 15 cân thì là chú bán giá là 15.000 một cân. Chú. Chú xin. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Đi về đây. Đi về lại chứ? Không. Bà có cho ông chụp không bà? Một cân thôi.
biết ngon sốt lên biết. Hơn cân rồi. Cho hai con đi rồi. Nó biết chạy nhiều. Anh chồng nhìn xếp hàng, xếp hàng ra đằng sau này. Ăn rồi ạ. Còn có gì thì chờ sao? Đây đang bốc cái không? Đây mấy bà cứ bảo cái gì không? Đấy, đây cân nào. Tay. Vào à, vào nhá. Không có này 2 giờ. Không có Một thau á. Có thêm từ làm nó không em cà phê từ trong bọc luôn từ đây cho con. Còn nếu con kèn nhiều mà đủ để chuẩn cân thôi là nó thắt lưng là tiền hai cân hàng tốt như vậy hai cân. Người chưa? Cái này là chăng 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 mặn đúng không? Lấy ăn luôn. Lấy ăn được. Cái này không. Ăn tại mình. Cất lại ăn. Mày chỉ đang mày đằng mày ăn. Muốn no mày chắc mày mày không no. Thôi được chưa? Thôi chẳng rồi, chẳng mọi người con cho mình đi lại khắp tay bên chỉnh con. Mẹ nói chung là toàn thank you.
Milo.
Milu. Milu.